hôm nay đường lộ đường xá rồi đông vui với lại nhộn nhịp với lại nha quý bà con. Chỗ này hôm nay thì thông chốt rồi, đường Ngô Gia Tự nè. Này xe cộ rồi đông vui lại chưa đó, nhưng mà cũng chưa có buôn bán lại được nhiều đó. Bây giờ ở đường Ngô Gia Tự mình thì hạ chỉ thị số 15 rồi, xe cộ tấp nập, ai cũng phấn khởi hết đấy. Người nào cũng vui như là Tết vậy nha. Thấy không mọi người, ông vui không? Náo nhiệt lại, gọn gàng tiếng xe lại liền, hình như mới phấn khởi chứ. Giờ chỉ còn là mọi hoạt động buôn bán chợ búa đồ nhộn nhịp lại, là mình sống cũng như lại bình thường, phấn khởi rất là vui khi được gỡ phong tỏa ra để cho mọi người đi lại cho nó thuận tiện hơn, cuộc sống nó thoải mái hơn. Rồi mọi người coi nhớ đăng ký ủng hộ kênh Phong Nguyễn Vlog nha mọi người. Và chúng ta sẽ chuẩn bị bắt tay vào một ngày mới. Cầu mong mọi người có sức khỏe, an lành.